Em chẳng là ai nếu như anh không còn bên em. Những cơn mưa luôn bay về phía em ngồi, và cô đơn giây phút ấy mới thật là em. Có mong manh như là anh nghĩ không anh, giấu bên trong riêng cho từng phút đợi chờ. Vì em biết, vì em biết một ngày anh sẽ ra đi, bầu trời xanh quá lớn lao, vòng tay em bé nhỏ, và anh hãy mang theo ngày xưa yêu dấu, biết đâu thời gian giữ cho ngọt ngào đọng lại, rồi em cho người con à. Con ngồi đi. Dạ. Dạ, chưa để con. Con đã sửa bản hợp đồng rồi và gửi cho chú rồi. Chú đọc rồi, mọi điều khoản đều ổn hết. Vậy chú cho gọi con qua đây có chuyện gì không chú? Chú cho gọi con là để nhắc con chuyện từ thiện. Hôm qua chú có gặp một cổ đông, họ đọc được bài báo mới vừa rồi. Chú nhận được điện thoại của mấy người nữa, họ cũng đang thắc mắc về chuyện đó. Dạ, con nghĩ là chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu chú à. Đó chỉ là một bài báo thôi chú. Con đã giải quyết, mọi chuyện sẽ ổn trong ngày hôm nay thôi chú. Chú phải gặp con nhiều lần thì con phải hiểu chuyện này quan trọng như thế nào rồi. Đây là chuyện quan trọng tới uy tín của công ty. Dạ. Mất bao nhiêu năm mới gây dựng được, chẳng lẽ vì một chuyện nhỏ mà sụp đổ hết hay sao? Dạ, con hiểu rồi. Với lại con đang cho người thương lượng bên đó rồi. Không phải là chú không tin ở con, chỉ là chuyện bắt đầu lan ra khó dập lắm. Truyền thông mà, mình làm quảng cáo mà lại bị truyền thông đánh thì không đáng chút nào. Dạ, con biết rồi. Con à, nếu chuyện này mà giải quyết không được thì ảnh hưởng tới con rất nhiều. Dạ, nếu không còn chuyện gì thì con xin phép về phòng làm việc. Dạ, con chào chú.
Alo, có chuyện gì vậy anh Sơn? Cô đã gọi cho bên từ thiện giải thích chưa? Rồi, họ đồng ý quản đăng báo rồi. Anh không tin tôi hả? Không. Nhưng ý của tôi là muốn cô giải quyết nhanh lên. Tôi không muốn dây dưa rắc rối. Nè, tôi đã nói làm là làm mà. Làm luôn bữa nay được chưa? Đàn ông con trai gì mà lèm bèm, có một chuyện nói hoài. Nè, cái này là cô tự gây chuyện với tôi đó. Ăn nói kiểu đó hả? Vậy cũng đừng hòng nhờ tôi giúp cái chuyện giải thích với chồng cô. Ê, tôi giỡn mà. Làm gì ghê vậy? Thôi được rồi, bây giờ chúng ta có qua có lại. Tôi giả làm khách massage theo ý của cô, còn cô giải quyết chuyện từ thiện cho tôi. Đừng có than thở. Biết rồi, vậy thôi nha. Đàn ông con trai gì mà. Con gái con đứa, đúng là khó hiểu thật. Alo, cho hỏi đây có phải số điện thoại của anh Sơn không ạ? Tôi Sơn đây, ai vậy? À, tôi là Mạnh, chồng sắp cưới của Phương. Vậy hả? Chào anh. Mà có chuyện gì không? Cũng không có gì. Tôi thấy là anh hay gọi điện thoại cho Phương. Chắc là anh thân thiện với cô ấy. Tôi là chồng sắp cưới của Phương, nên muốn làm quen với những người bạn của vợ. Vậy à? Nhưng tôi không thân thiết với Phương. Tôi là khách hay đến massage. Tôi gọi cho Phương dặn để phòng đông cho tôi thôi mà. Vậy cũng là khách hàng thân thiết của Phương. Rất vui được làm quen với anh nha. Tôi cũng rất vui khi được làm quen với anh. Vậy hôm nào rảnh tôi có thể mời anh đi cà phê được không? Được thôi, chào anh. Chào anh. Tao để ý, từ ngày mà ổng có cô bạn gái bên tiệm massage, cứ hô hào tụi mình nâng cấp công ty phế liệu, rồi bắt làm suốt ngày. Nghĩ sao, công ty gì có một hàng giám đốc với hàng lính. Mất dạy, mày dám kêu ổng bằng thằng hả? Ổng mà hay được, ổng cạo cái đầu của mày á. Tao cạo đầu hai thằng bay hết trơn á. Con đang la nó mà chú. Nó dù hoàng gia quạ con mày... Con có nói gì đâu. Mày chừng á. Mày nó lớn quá đụng nghe. Alo, anh hả? Em nè. Vừa ra chai tôi dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng rồi. Sẵn sàng đón má tới. Má gì mà má? Vậy thì chừng nào cô Ánh đưa bác đưa bác tới. Anh nghe cho rõ đây. À, nói đi. Tôi sẽ dẫn má đến gặp anh, nhưng mà không phải ở cái dựa dây chai, mà là ở nhà hàng. Còn anh á, không được mặc áo bà ba, phải mặc đồ vest. Anh phải đóng vai ông giám đốc, biết chưa? Mà còn nữa, anh không có được kêu cô xưng tôi, mà là em xưng anh, hiểu chưa? Nhớ rồi. Không phải là dựa dây chai, mà là ở nhà hàng. Không được mặc áo bà ba, mà phải mặc áo vest. Anh phải đóng vai làm giám đốc. Nghe rồi. Còn thiếu. Thiếu gì nữa? Con. Không được kêu em xưng tôi, mà phải là kêu em xưng anh. Yên chí đi, cái này là tôi nhớ suốt đời luôn mà. Anh đi kiếm nhà hàng đặt chỗ trước đi. Nhưng mà nhà hàng dở mà đắt cũng chết đi. Em còn nhớ bữa trước không? Đi ăn với em về đau bụng quá trời luôn. Ai biểu anh ăn nhiều không chi? Em nói với má là anh làm giám đốc rồi. Giờ anh lo sửa soạn đi nha. Đừng có làm mất mặt em đó. Vậy nha. Lại là giám đốc nữa. Sao má của anh thích giám đốc dữ vậy ta? Không sao, muốn giám đốc thì có giám đốc. Tự nhiên
được kêu em xưng anh ngon lành. Đúng là bất trí tự nhiên thành. À, ai đó mày, lại đây tao biểu. Lại lên. Dạ. Gì không chú? Lại đây, đứng đây nè. Nè, nhìn chú đi. Hai đứa nghĩ nếu mà chú bận áo vest thấy có đẹp không? Quá đẹp trai, rất là hợp với dáng chú. Ủa mà chú đi gặp ai mà phải mặc đồ đẹp vậy chú? Gặp má vợ. Đúng rồi đó chú Tèo. Chú mà làm giám đốc á ha, chú phải bắt chước giống như trong phim vậy đó. Là chú phải mang kiến đen, mặc cơm lê, có thư ký là chân dài, đặc biệt á là có hai vệ sĩ đi theo chú để mở cửa cho chú, như vậy mới giống. Chính xác, chuẩn không cần chỉnh. Tao thấy mày lâu lâu mới nói được câu hay đó, chân mày mày hết sủi rồi đó, bữa nay đã xích lên rồi đó. Con mà. Mày để mặt tự nhiên đi. À, nghiệm hết sủi nha. Bây giờ vậy, hai đứa mày làm vệ sĩ cho tao được không? Ừ, tướng con vậy sao được chú? Còn cái dựa với che chai của mình sao chú? Thôi thôi chú làm giám đốc, rồi chú làm vệ sĩ luôn ha. Con ở nhà con coi tiệm cho. Không còn sống gì hết. Đóng cửa đi. Con à. Dạ chú. Con chào chú. Dạ con mời chú ngồi. Con à, con có gọi điện thoại được cho con Quỳnh không? Sao chú gọi hoài mà cứ báo là không liên lạc được? Dạ hả chú. Vậy để con gọi thử coi. Sao rồi con? Dạ cũng không liên lạc được chú ạ. Tối hôm qua nó ở mãi trong phòng, nó không chịu xuống ăn cơm, không biết có khóc lóc gì hay không nữa. Sáng nay á, nó bệnh, nó xin nghỉ. Chú lo quá, chú gọi điện thoại về hỏi nó uống thuốc chưa mà gọi hoài không được. Chắc là tại con. Chú cũng nghĩ vậy nên chú mới qua đây. Sơn à, tính con Quỳnh nó nhõng nhẽo lắm, con biết mà. Chỉ có đụng tới con thôi thì nó mới làm quá như vậy. Nè, hai đứa có chuyện gì hả? Dạ cũng không có chuyện gì quan trọng đâu chú à. Hôm qua Quỳnh đến gặp con, rồi con có nói mấy câu, chắc là Quỳnh giận hờn vô dơ gì đó thôi chú à. Sao khách hàng con hiểu nhanh lắm mà, sao với người yêu con không biết gì hết vậy? Dạ Con gái á, nó rất nhạy cảm, sao con lại nghĩ nó giận vô dơ? Dạ con chỉ nghĩ đơn giản là... Nè, con nên để ý tới nó một chút, đừng để nó tủi thân nha con. Dạ con biết rồi thưa chú. Phải đi làm lành mới được, tranh thủ giờ nghỉ trưa.
Ủa bác, sao con không thấy bác trai ở nhà? Trời ơi, bác trai của con có mấy khi ở nhà đâu con ơi. Mà bác có ở nhà cũng ôm mớ đồ gốm của ổng á. Tối ngày ghi ghi chép chép nè, xăm xăm soi soi. Cái bình nào á có bao nhiêu vết á là bác trai con nhớ hết đó nghe. Chứ cái mặt của bác nè, có bao nhiêu vết nám, vết nhăn á là bác trai con không có biết đâu á nha. Bác nói con tưởng tượng như ở trong nhà này bác cô đơn lắm. Thì cô đơn chứ cái gì nữa con. Cô đơn nỗi đau. Dòng đời lặng lẽ như vô tình. Anh mê gom đi khắp nơi, để lại đó riêng mình em. Ủa, mê gom là sao bác? Là mê gốm đó con. Bác bỏ dấu cho nó giống với bài hát. Bác ơi, còn thấy bác trai không có ở nhà thì bác kêu anh Mạnh với lại Hoàng qua đây ngủ với bác cho đỡ buồn. Hai cái thằng đó còn khó hơn đó con. Cái thằng thì nói con về đó con mở nhạc ầm ĩ, mẹ sẽ ngủ không có được. Còn thằng nữa thì nói con đi sớm về khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Trời ơi, hai đứa nó làm như là thương bác vậy lắm gì đó. Chẳng qua là nó sợ sống với cái bà già cổ lỗ sĩ này thôi. Nếu như mà hai anh không qua đây á thì bác qua bên đó cũng được mà. Ê, còn dễ sợ hơn nữa đó con. Trời ơi, nhà hai đứa nó giống như là cái đống rác vậy đó. Bác qua bển bác làm ô xin gần chết. Không mệt lắm con ơi. Dạ, con xin phép được. Dạ. Chào bác. Dạ, đây là anh Tèo má. Anh Harry Tèo mà con đã giới thiệu với má đó. Dạ, chào chào anh. Dạ. Phương nè. Dạ. Hay là con đừng có ở trọ nữa, con về đây ở chung với bác đi ha. Hai đứa mình góp gạo thổi cơm chung. Dạ. Bác lộn, hai bác cháu mình nấu cơm ăn chung. Dạ, để sau khi cưới xong. Sao đợi sau khi cưới xong? Bây giờ bác đã coi con là con dâu của bác rồi nghe. Con về để ở với bác đi, rồi mai mốt á đám cưới xong á con kêu thằng Mạnh về để ở luôn được không con? Dạ, để con hỏi anh Mạnh thử có gì cưới xong tụi con về đây sống với hai bác luôn cho vui. Con hứa nghe. Trời ơi, thằng Mạnh nó hơi cứng đầu chút xíu, nhưng mà con nói riết thì nó cũng nghe. Mẹ đó là mẹ tin vào tài năng thuyết phục của con. Vậy nghe. Dạ. Hả? Ủa, hai đứa nó về rồi nè. Dạ. Con chào mẹ. Con. Em ở đây hả? Hoàng nói với anh là mẹ gọi qua ăn cơm. Anh không biết là có em ở đây. Cái thằng Hoàng này thiệt tình à. Con biết á là mẹ có chị Phương tới đây nấu ăn với mẹ mà con không nói cho anh Mạnh biết à. Con làm như là có chị Phương ở đây là anh Mạnh không về vậy đó. Anh Mạnh con đâu có giận gì chị Phương nữa đâu ha Mạnh ha. Phải không con? Chị còn cười với nhau nè, cười cười cái em nó coi nó mừng đi con. Đó chứ. Em định gọi cho anh hỏi anh trưa nay có về mẹ không, nhưng mà điện thoại gọi không được. Máy anh hết pin, anh lại để quên sạc. Trời ơi, cái điện thoại đó là cái phương tiện để mà liên lạc, tại sao con lại quên cục sạc đó hả con? Mai mốt con phải nhớ nghe. Mạnh à, mẹ cũng có nói chuyện với Phương á, và Phương cũng đồng ý rồi. Mai mốt á, cưới xong á, hai đứa về sống chung với ba mẹ nghe. Mẹ à, con thấy là chuyện này để từ từ tính đi ha.
Ờ, thôi mẹ giúp Phương nấu cơm tiếp đi ha. Con lên phòng một chút. Ê, Mạnh ơi, Mạnh, mẹ hứa với con là mẹ nói ít lại đó Mạnh. Con về sống chung với mẹ nha con. Cái thằng thiệt tình. Thôi mình tiếp tục nấu ăn con ha. Dạ. Dạ, đồ ăn ăn được không má? Ờ, ngon má lắm. Má còn đói không? Nếu đói con kêu thêm mấy món nữa. Đi học để biết được buôn bán. Con thấy nó cũng bình thường thôi, có gì đâu mà giỏi bác. Con khiêm tốn quá hà. Con Ánh nó nói vậy á là bác hiểu rồi đó. Dạ. Mà nè, nhà con ở đâu cho bác biết để bác tới nhà chơi chứ biết nhà biết cửa chứ. À, nhà con má. Ở... Anh Tèo anh bận lắm, sắp xếp hoài anh mới gặp mặt má được hôm nay đó. Để hôm khác nha má. Nhưng mà thôi má, ăn đi má. Ăn đi má. Dạ.